Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người video số 305. Video của em hôm nay có 16 cây cần. Hôm nay là toàn bộ là hàng carbon hết. Cùng có là cần súp nè. Ở đây em có 5 cây cần súp nha. Cần lua rút, cần iso khoen lớn, cần iso khoen nhỏ, và một vài cây cần khúc, 2-3 khúc carbon nha mọi người. Số lượng là 16 cây cần. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Phí của mỗi đơn đối với cần là 40.000 một đơn hàng nha. Lấy từ 2 cần trở lên em miễn phí ship nha mọi người. Đầu tiên em giới thiệu cây cần số 1. Số 1 là một cây cần súp dài 3m9. Đây, màu của nó là màu đỏ như thế này. Cây này thì ngoại hình còn khá là sáng đẹp nha. Phần gốc của nó này, chui của nó là chui vằn. Chui vằn màu gâu như thế này. Đây, cái đây nó sơ sứ một ít này. Tem nhãn của cần. Màu chủ đạo của nó là màu đỏ như thế này. Màu đỏ bọc đô nha. Phần gốc cần ở đây được em đo được là phi 24. Bát của cần là bát kẹt Fury FS7. Chiều dài là 3m9, 10 hàng mét Incora. Carbon rod xui hô 3m9 nha. Màu của cần đây. Màu đỏ phối đen. Và cây này khoen của cần là khoen Fury hết, Fury loại xứ xám. 5 khoen tất cả bao gồm đồ nha. Đấy, khoen rất là ok. Đầu khoen cần súp thì đề ba của nó là đề ba gập như thế này. Cái này dài 3m9, có độ cứng tầm khoảng là 25. Phần ngọn, ngọn em đo nó là 2.7 nha mọi người. Ngọn 2.7, độ cứng của cần là cứng 25. Chất của nó là chất carbon xoắn. Lắm ngọn đây. Cây này, cây số 1 này tổng thể ngoại hình còn khá là mới nha mọi người. Nắm thứ hai. Cần có 4 lóng, lóng thứ 3 đây. Lóng 3. Và gốc. 3m90, cứng 25. Khoen bát của cần là full Fury. Chui như thế này. Tổng thể ngoại hình của cần. Cây này mã số 1, cây này nặng là 292g, chiều dài thu gọn là 108cm, số 1 này có giá là 900.000. Tiếp theo cần số 2, số 2 là một cây dài 4m20, cây số 2 như thế này nha, cây này là hàng của dòng, một dòng cần của Hàn Quốc nha, phần gốc này, chui của cần là chui nhôm vặn. Gốc ở đây em đo nó là phi 23.9 nha, phần phi 24, dài 4m2, super primer carbon. Đấy. Cái này độ cứng của nó cũng cứng tầm 25 nha. Phần gốc của cây này thì chất của nó là xoắn ít như thế này, nó làm mờ mờ phía bên trong nha. Đây, đây là gốc của cần. Bát là Fury FS7, bát kẹt. Có sơ sứ ở đây. Và khoen của cần này nó cũng là Fury hết luôn. 5 khoen bao gồm cả đầu bung. Ngọn ở đây em đo nó là ngọn 2.7 ly, dài 4m2, độ cứng của cần cứng tầm 25. Đây. Màu của cần là màu xanh lục nha, các lóng bên trong màu xanh lục như thế này. Lóng ngọn của cần. Lóng thứ hai đây. Lóng thứ hai. Có sơ sứ như thế này nha. Lóng 3. Lóng 3, lóng kề góc cần này 4 lóng tất cả. À, có sơ sứ nè. Sơ sứ như thế này. Và góc của cần. Khoen bát là full Fury, dài 4m20, cứng 25, cần súp nha, tổng thể về số 2. Số 2 này nặng là 308g, chiều dài thu gọn là 114cm, cần số 2 giá 800.000. Tiếp theo cây cần số 3. Số 3 em cũng có một cây dài 4m2 luôn. Đây, cây này có màu đỏ, phối xám như thế này. Chui của cần là chui nhôm vặn.
High Quality Carbon. Góc ở đây thì em đo được nó là phi 25.6. Và bát của Cần là Fury FX7 nha, bát kẹp tem vàng như thế này. Dòng này cũng là hàng Made in Korea, dài 4m20, 2PK, tem nhãn của Cần đây, đầy đủ nha. Và khoen đây, khoen này cũng khoen Fury hết nha, khoen Fury loại số 8, có 5 khoen, dài 4m2, độ cứng 25. Cái này thì ngọn cần ở đây em đo nó là 2.67 ly, 2.66, 2.67 ly em nha mọi người. Phần ngọn này, ngọn cần đây. Lắm ngọn, lắm thứ hai, ngoại hình cần này cũng còn rất là mới nha, các lắm bên trong còn rất là đẹp nè. Ít trầy xước. Lắm thứ hai đây. Cần cũng có tất cả là 4 lắm. Lóng 3 của Cần, lóng 3, cái lóng bên trong khá mới nha. Và góc Habiki 4m2, cứng 25 nha. Tổng thể cây số 3, số 3 nặng là 402g, chiều dài thu gọn là 115cm. Cần số 3 này có giá 900.000. Tiếp theo cây số 4. Số 4 cũng là một cây dài 4m2. Anh cần sấp 4m2 như này. Cái này là một cây cần hãng của nó là hãng Etatic Intro. Phần gốc này. Đây là phần cán của cần. Hãng của cần là Etatic Intro, Hàn Quốc xuất nhập. Góc ở đây là phi 25.7. Góc của cần là chất carbon sóng X. Bát của cần là Fury FS7 bát kẹt nha, độ cứng 25 4m2 nè. Hai carbon rod Galaxy như thế này. Góc là carbon sóng X nha. Cây này đẹp nha mọi người, phôi rất là dày luôn, ngoại hình mới đẹp. Cây này ngoại hình rất là mới luôn nha. Và khoen, cây này cũng khoen Fury hết, Fury xứ xám. Có tất cả là 5 khoen cả đầu bung. Ngọn em đo cây này là ngọn tầm 3 ly nha mọi người, ngọn 3 ly, hơn 3 ly tí tí. Cứng 25 4m20. Lắm ngọn. Lắm thứ hai đây. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới luôn. Cần cũng có tất cả là 4 lóng, lóng 3 này. Ba đây. Và góc sấp 25 4m20. Khoen bát Fury hãng Etatic Enjoy nha. Mã số 4, tổng thể cần như thế này. Số 4 này có cân nặng là 406g, chiều dài thu gọn 117cm nha. Cần số 4 này có giá là 950.000. Tiếp theo cây cần số 5. Số 5 là một cây cũng là gần sấp luôn. Cây này thì 3m90. Cây này thì có màu, màu của nó là màu bả trầu khá đẹp nha mọi người. Màu nó màu bả trầu. Tổng thể như thế này. Ngoại hình thì cũng rất là mới. Phần cán của cần đây. Phủ nhám màu đen, màu bả trầu như thế này nè. Đa nanh sấp SX dài là 3m90. Ngoại hình còn rất là mới đẹp. Góc ở đây thì em đo được nó là phi 24.9. Bát của cần là Fury FX7 nha. Bát kẹp Fury FX7. Màu nó có dày chút nhẹ đây thôi. Khoen cũng là Fury hết, đầu khoen đầu tiên của nó là khoen gập như thế này. Khoen bát của cần là Fury loại xứ xám, có tất cả là 5 khoen cả đầu bu như thế này. Đây, gập lên gập xuống bình thường nha. Cái này thì dài là 3m90. Cái này ngọn em đo nó là 2.17. Độ cứng của cây này nó tầm khoảng 20-25 nha. Cứng 20-25, đồng bộ màu bả trầu như thế này hết này. Lắm ngọn đây. Những cây cần sấp này thì mọi người câu lục gần bờ nha, hoặc là câu 5C, câu ngâm ok hết.
Lóng thứ hai đây, rất là mới nhé. Lóng thứ ba, nó kèn luôn, 3m9, cứng 20-25. Cho em bác của cần là full furry SX 3m90. Tổng thể của cần như thế này. Cái này mã số 5, nặng là 346g, thu gọn là 108cm. Số 5 này có giá là 850.000. Tiếp theo cây cần số 6. Số 6 ở đây là một cây cần, cây này là dạng cần xếp lỡ nha, của Shimano Holiday Spin, cứng 15, dài 2m7, màu của nó là màu xám như thế này. Góc của cần là phần chui vặn. Cây này là hàng Holiday Shimano của Hàn Quốc nha, tem nhãn đây, cứng 15, 2m7, carbon Holiday Spin. Phần góc ở đây em đo nó là phi 19.9, cây này nó nhỏ dần về phía ngọn, phía trên như thế này, thon dần về ngọn nha. Và pad của cần là Fury FS6 pad kẹt màu đen Shimano, chất carbon xoắn màu nâu như thế này, màu xám như thế này nha. Cái này thì khoen của nó có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bung. Thì trong đó nó bị lai hai khoen này nha mọi người. Nó có hai cái khoen thường đầu bung chống xoắn. Hai khoen thường này nha, hai khoen dưới này là hai khoen Fury. Cứng 15, dài là 2m70. Phần ngọn em đo nó là 2.39 ly. Ngọn này, đây là lóng ngọn của cần. Cái này gồm 3 lóng tất cả. Lóng thứ hai đây, kè xứ và ít thôi. Mọi hình nói chung còn khá là đẹp. Nó chỉ bị tình trạng là nó lai hai khoen nha mọi người. Hãng Shimano Holiday Spin, cứng 15, dài 2m7. Tổng thể như thế này. Mã số 6, cân nặng là 146g, thu gọn là 100cm, cần số 6 giá 500.000. Tiếp theo cây cần số 7. Số 7 em cũng có là một cây, cây cần dạng cần rút như thế này. Cây này thì nó dài 2m1, có hai lóng thôi, dài 2m1 nha. Phần gốc này, chui của nó cũng là chui vặn. Cái này là hiệu là A-Shot, dài 2m1, made in Korea. Màu của nó là màu đen phối với lại màu trắng. Góc phi 20, bát là Fury FS6 bát kẹp màu đen nha, Rowen hàng của Hàn Quốc. Nó nhỏ dần về phía ngọn phía trên này. Cái ống ở trên này nó chỉ có là phi 9.5, có tất cả là hai lóng thôi nha. Khoen Fury hết, có 5 khoen cả đầu bung. Khoen Fury loại số 8. Thì ngọn ở đây em đo nó là 2.6 ly nha. Dài là 2m1. Cái này độ cứng của nó cứng tầm khoảng là cứng 20. Lóng ngọn đây, lóng đầu tiên của nó về hai lóng tất cả thôi. Lóng góc lóng thứ hai, có chày xước sơ sơ cái phần phía dưới này nè, nó bám bẩn và nó chày xước nha. Ở đây là vết bẩn nha. Cái này là mã số 7, nặng 140g, thu gọn 100cm nha. Cần số 7 này em cũng bán với giá là 500.000. Cần số 7 dài 2m1, cứng tầm 20, giá 500. Tiếp theo cây số 8. Số 8 là cũng là một dạng cần, cái này là dạng như cần lua rút nha mọi người. Cần lua rút cây này thì 1m80, cũng có hai lóng thôi. Dạng cần lua rút, phần gốc này, chui của nó là chui như thế này, cắn hở. Phần này tay cầm mút xốp màu đen như thế này nha. Và cây này phát máy là phát vặn hãng, phát hãng phát vặn. Cái gì chuyển như thế này, spin card 1m80, hàng của China xuất Nhật, mã code đầy đủ nha. Project này hai khúc màu đen như thế này. Cái này là cái để cho mọi người móc lưỡi ở phía trong như thế này, gồm hai lóng thôi, màu đen. Và khoen của cần là khoen hãng nha, cây này khoen hãng loại xứ đen, gồm có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bung. Cái này độ cứng của nó tầm khoảng là cứng ML của cần lua nha. Phần ngọn là ngọn 2 ly. Lắm ngọn đây. Cần thì ngoại hình nó còn mới nha, không có trầy xước gì nhiều ở trên
có lóng này, lóng bên trong đây, không có thầy xứ gì nhiều hết, rất là gọn, rất là gọn nhẹ. Cái này mắc lưỡi, dài là 1m80, khoen bắt hãng. Phần cán cầm như thế này, tổng thể của cần, mã số của nó là cây này mã số 8, nặng là 110g, thu gọn là 100cm, số 8 giá là 400.000. Tiếp theo cây cần số 9. Số 9 đã là một cây của Olympic. Cây số 9 này cũng là một dạng cần lua rút nha, mà cây này nó dài 3m90, 3m9, cần lua rút máy đứng dài 3m90, hàng của Olympic nha. Cán của nó là cán bần, phần cán rất dài nha mọi người, cán khá là dài này, cán bần, cán còn rất là mới luôn. Bát là Fury tem vàng bát vặn nha, FPS 20. Hiệu đây, Olympic Spiro X này. Màu của nó là màu xanh lục. Ở đây nó bong tróc cái tem nhãn của cần ở đây có này. Ở bên này nó hơi mờ nha, hơi mờ cái thông số của nó này, ở phía trên này. Vì giờ là 3m9 này, vẫn thấy được chữ 3m90 nha mọi người. Mà nó có cái thông số ở đây nữa, nhưng mà nó bị mờ rồi. Đấy, màu của nó là xanh lục. Olympic Spiro. Cái này khoen của nó là khoen Fury hết. 2, 4, 6, 7 khoen, bao gồm cả đầu bung, tất cả là khoen Fury nha. Đấy, khoen của nó này, khoen Fury toàn bộ. Dài là 3m90, lóng ngọn đây. Thì cái này thì phần ngọn của cần, ngọn đem đo nó là 2.1 ly nha, 2.1 ly. Lắm bên trong nó có cái màu như thế này nha, lắm ngọn này, chắc cặp bằng sáng ngọn đây, lắm hai màu xanh lục. Cái này chủ yếu ở cái lóng gốc nó bị chỗ cái phần thông số nó hơi mờ thôi, còn cái lóng bên trong nó cũng khá là ok nha, nó không trầy gì nhiều hết. Nó sơ xứ nhưng mà không đáng kể nha mọi người. Đấy, nó sơ xứ như thế này, không đáng kể lắm. Cái này thì có bao gồm là 1 này, 2, 3, 4 lóng, 4 lóng tất cả hãng Olympic Spiro. Dài 3m9, cần lưu rút, độ cứng của cần là cứng tầm khoảng M, tải là tầm, tải của nó tầm 7-21g nha, tổng thể đây. Mã số 9, cân nặng là 236g, thu gọn là 116cm, dài là 3m9, dạng cần lưu rút. Cần số 9 này có giá là 700.000. Tiếp theo, cây số 10. Số 10 em có ở đây là một cây cần ISO khoen nhỏ. ISO khoen nhỏ, cây này dài là 5m3, hàng của Ruby nha. Này, cây này khoen của cần toàn bộ là khoen Furisic đen, góc này. Chưa của cần như thế này, cái này ngoại hình có sơ xước, màu đỏ đen, có trầy xước nha mọi người. Ruby made in Korea này, có trầy xước như thế này. Bát là Fury Stainless dòng bát kẹp nha. Phần gốc ở đây là Phi 21.1, màu đỏ đen phối như thế này. Ngoại hình thì nó có sơ xước một vài vị trí. Đấy, ngọn 1.5, dài 5m3, Ruby Super Carbon Tagline, tem vàng của nó này. Ngoại hình này, lóng gốc cây này chủ yếu ở lóng gốc nó có trầy này. Và khoen đây mọi người nhé, khoen cây này đẹp nha, cây này là khoen khoen Fury Seed đen hết này, tất cả các khoen của cần này Fury Seed hết, vô của nó cũng là đồ vô Fury Seed luôn. Ngọn 1.5 thôi, ngọn mảnh. Cây này em đo được phần ngọn nó là 1.16 ly, cái này tầm khoảng cứng của nó tầm khoảng 2.5H ở cần tay thôi nha. Lắm ngọn này, lắm ngọn đây. Ngọn thì nó có màu đen như vậy, còn cái lắm hai của nó là màu đỏ phối đen, màu từ lắm thứ hai phối đỏ đen như vậy nha. Lắm ba có sơ xước nha mọi người, lắm ba của cần này, lắm thứ tư, cái này gồm 5 lắm, lắm thứ tư của nó này,
từ rồi gốc chạy xứ như thế này. Ryobi Super Cutter 1.5 5m3 khoan bán là Fury Stainless, khoan là khoan Fury Sedan, tổng thể cũng gần như thế này. Mã số 10, cân nặng là 212g, chiều dao thu gọn là 116cm, cân số 10 giá 750.000 nha. Giá 750.000 thì nó hơi trầy xước nè, em để giá rẻ hơn. Tiếp theo cân số 11. 11 cũng là ISO khoan nhỏ. Cây số 11 này là một cây cần của Suzumi, màu của nó là màu trắng đen như thế này nha. Ngoại hình cây này thì rất là mới luôn. Dòng này là Suzumi, hàng của Hàn Quốc, hàng của China xuất Nhật nha, dòng cần đời cao. Đời mới nha. Suzumi này thì nó có ở Hàn Quốc nè, ở Trung Quốc và ở Nhật Bản nha. Nhà máy Suzumi thì nó đặt sản xuất như vậy. Góc của nó này, phần chui màu đen, phủ nhám màu đen. Góc ở đây thì em đo được nó là phi 23.3. Cái này bát của nó là bát hãng nha mọi người, bát kẹp mà hãng này. Cái này thì còn rất là mới. Ngọn số 2 dài 5m4 gần ISO. Hãng cần là hãng Suzumi nha. Đây. Cái này nó xuất cái khoen ở đây rồi. Nó xuất cái khoen vị trí đầu lóng hay cái em gắn lại. Khoen của cần này, đây. Cái này thì khoen của nó là khoen hãng luôn. Lõi sứ của nó là sứ đen. 2, 4, 6, 8, 9 khoen cả đầu bu nha. Mấy khoen nhỏ phía trên ở ngọn này này là khoen Fury, còn mấy khoen phía dưới này là khoen hãng sứ đen nha. Đấy. Ngọn của cần là ngọn số 2, chiều dài là dài 5m40. Ngọn ở đây thì ngọn của cần em đo nó là 1.6 ly. Tấm ngọn này. Cái này thì phô rất là mới luôn. Ngọn đây, ngọn màu đen. Lóng thứ hai. Lóng thứ hai của cần. Lóng thứ ba, nó lóng bên trong nó là bóng đẹp nha, không có trầy xước gì luôn mọi người nhé. Lóng 4 này. Đây, lóng 4 của cần. Lóng thứ năm. Cái này thì có 6 lóng tất cả. Lóng bên trong rất là mới luôn nha. Lóng góc thì các lóng bên trong thì màu đen, còn lóng góc thì nó pha màu trắng và màu đen nha. Ngọn số 2 dài 5m4, ISO, khoen nhỏ. Tổng thể của cần như thế này. Cần này là mã số 11, nặng là 280g, thu gọn là 104cm, cần số 11 giá 500.000. Tiếp theo số 12. 12 tiếp tục cũng có một cây ISO khoen nhỏ. Cây ISO này thì nó có chiều dài là 5m4 luôn, màu của nó là màu xám như thế này. Phần góc này. Chưa của nó như thế này. Phần góc màu xám, cái này thì ở phần góc nó bám bẩn ở đây. Đấy. Bát của cần là bát Fury FS6 nha mọi người. Bát kẹp Fury FS6 màu đen. Phần góc ở đây thì em đo được nó là phi 22.7. Thông số của cần đây mọi người. Hai carbon rod này, ngọn số 2 và 5m4 nhé. Dòng này cũng là hàng của Hàn Quốc, hàng của China xuất Nhật nha. Hàng China xuất Nhật nha. Và cái này khoen của cần là khoen Fury. Khoen bát của cần là Fury hết. Gồm có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Tất cả là Fury hết nha. Cái này thì màu sắc của cần toàn bộ nó là màu xám trắng hết. Cái này thì ngọn em đo nó là 1.15 ly. 1.15 ly nha. Lóng ngọn này. Đồng bộ màu toàn cần. Ngọn lóng phụng như thế này nha. Lóng 2. Lóng thứ 2. Lóng 3 đây. Lóng thứ 4. Có sơ xước nè mọi người. Đây nó chạy xước nè. Đấy. Lộ cái vân carbon phía bên trong, nó chạy cái sơn bên ngoài nha. Lóng thứ 5. Đây, lóng thứ 5. Đây, vào góc của cần đây.
Ngọn số 2 dài 5m4, Hoan Bát Fury, hàng China xuất Nhật. Tổng thể mã số của nó là 12, cân nặng 242g. Chiều dài thu gọn là 102cm, 12 này cũng giá 500.000 luôn nha. Số 12 giá 500. Tiếp theo số 13. 13 là một cây câu bè 2 khúc 2 ngọn, từng khúc nha. Cái này là hàng của Olympic, 2 khúc 2 ngọn, ngoại hình cây này rất là đẹp. Như thế này nha mọi người. Phần chưa của cần, chưa của nó là dạng cán gỗ. Cái này thì nó quấn quấn sợi mây nha, phần cán quấn sợi mây như thế này. Bát là Fury FX7. Olympic này dài là 1m80. Cái màu vân có màu vân và màu nâu như thế này, giả trúc nha. Có những cái cục u như thế này nè, nó dạng làm giả kiểu cần trúc ấy. Và cây này khoen rất là đẹp nha mọi người. Khoen của nó là khoen Fury loại xứ xám, có cái vòng phát quang phía bên ngoài. Đấy, đây là đóng góp của cần. Hai ngọn của nó đây. Cần này thì hai ngọn có hai độ cứng khác nhau. Một ngọn nó cứng là 20-30 và một ngọn nó cứng là 40-60. Đấy, tất cả các khoen đều là đồng bộ một loại khoen hết nha mọi người. Khoen rất là đẹp nhá. Ngọn tháp phía trên như thế này. Đồ vô của nó cũng là đồng bộ với khoen luôn. Fury loại xứ xám, có cái vòng phát quang phía bên ngoài như vậy. Cái này là cứng 20-30. Cứng 20-30 đây. Và cái ngọn này cứng hơn, sau 40-60 nè. 40-60, hai ngọn, hai khúc, dài là 1m8. Cần của Olympic tổng thể nha, như thế này. Cái này mã số 13. 13 này có cân nặng là 182g và giá của cây 13 này là 800.000. 13 giá 800. Tiếp theo cây 14. 14 là một cây cần 2 khúc của Daiwa. Cây 14 này chất của cần là chất carbon xoắn X2 da nha mọi người. Chiều dài 2m70 và độ cứng của cần là cứng 30. Phần gốc của cần này, chui của nó là chui cao su hiệu Daiwa Holderlock nha. Đây qua Holderlock này, chất carbon xoắn. Bát của cần là bát vặn Fury, à bát vặn hãng của Daiwa luôn. Dòng Daiwa Holderlock này là cái kiểu bát nó như vậy. Nó bám bẩn một vài cái vị trí phía bên này nè. Đấy. Còn tổng thể ngoại hình cần nó còn khá mới luôn. Tay cầm cán mút xốp, độ cứng 32m7, Daiwa Powermesh nha mọi người. Chất carbon xoắn ít thế này. Carbon Wicker. Và cây này khoen của cần là Fury xứ xám. Cây này nó không có trầy xứ gì ở trên cần hết nha mọi người. Rất là mới, chỉ có cái phần bát máy này nó hơi bẩn ở đây tí nha. Đây này nè. Đấy. Và phần ngọn của cần đây. Tất cả là khoen Fury loại xứ xám hết. Chất thì là chất xoắn X toàn thân luôn nha. Bon xoắn X như thế này. Đầu bu của cần này là đầu bu Furisic. Ngọn là 2.4 ly, 2.4 ly, gồm có 2, 4, 6, 8. Cần này 9 khoen tất cả nha mọi người. 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Độ cứng 30, dài là 2m7, 2 khúc. Tổng thể của cần như thế này. Cần mã số 14, cân nặng là 320g. 14 có giá là 1.200.000. Tiếp theo số 15. 15 ở đây là một cây cắm gốc nha mọi người. Cây này thì cho mọi người câu dít được nè. Cắm gốc như thế này. Phần cán của cần chui như thế này. Cán ngón tay cầm mút xốp, còn cán hở. Bát là bát vặn Fury. Bát vặn Fury gốc carbon như thế này nha. Đấy, đây là gốc của cần. Còn phần ngọn của nó là ngọn đặc. Ngọn đặc toàn thân. Sợi thủy tinh đặc như thế này. Đấy, màu của cần là màu đen. Dòng này là hiệu của nó đây. Powermesh 1m80, dài là 1m8. Hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đấy, hàng China xuất Nhật. Cây này khoen của nó là khoen hãng loại sự khoen xích, nhưng mà là khoen xích thường của hãng nha mọi người, chứ không phải là khoen Fury. Đây là dòng khoen của nó này. Khoen của cần này cũng rất là đẹp nha. Đây, khoen của cần đây. Đồng bộ một kiểu khoen hết, ngoại hình cần thì rất là mới.
ở đây nó dính bẩn thôi, bám vết băng keo. Đấy, các khoen của cần đây, ngọn đặt câu kéo là khỏe nha. 2, 4, 6, 8, 10 khoen bao gồm cả đầu bung. 10 khoen tất cả bao gồm cả đầu bung. Cắm gốc ngọn đặt. Ngọn của cần em đo được nó là 2.7 ly. Cắm ngọn của nó này. Đặt toàn cái phần ngọn cần như thế này nha. Đấy, cắm hết. Mã số của cần là số 15, nặng là 254 g, và số 15 này giá là 750.000. Cây cuối cùng số 16. 16 em có là một cây cần 2 khúc dài là 2.4 m. Màu của nó là màu nâu cánh giá. Cái mài cán của cần là tay cầm cán mút xốp nha. Chui là chui gỗ, cán mút xốp này. Cái này ở cái phần mút này nó bám bẩn ở những vị trí này nha. Cái này em chưa có vệ sinh thịt này. Cái này về mọi người vệ sinh lại nha. Ngâm tí nước là nó sạch được nha mọi người. Bát của cần là bát Fury FPS D24. Bám bẩn như thế này. Cái này cũng rất là dễ vệ sinh thôi. Màu của cần là màu cánh gián như thế này. Dài cần là 2.4 m. High quality carbon này 2.4 m. Có sơ xước nha. Có chạy xước ở trên cần. Và khoen Fury phản quang luôn. Khoen của nó là khoen Fury phản quang. Đây là phần gốc chất carbon xoắn. Phần ngọn đây. Ngọn của nó này. Tất cả là khoen Fury phản quang hết. Đây, các khoen. Khoen thì ok, không có khoen nào nứt vỡ hết. Ngọn của nó là ngọn tháp sợi thủy tinh ở phía trên này. Bu của nó cũng là đầu bu Fury phản quang luôn. Hai khúc dài là 2.40 m. Ngọn cần ở đây thì em đo được nó là ngọn 2.7 m nha. Cái này 2.4 m và độ cứng của cần là cứng tầm 60-80 nha mọi người. Ngọn tháp này thân cứng nha, nó cong phần ngọn thôi. Đây, cũng 60-80, hai khúc dài là 2.4 m. Tổng thể của cần. Mã số cuối cùng, số 16, nặng là 310 g. 16 này giá là 850. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm tất cả là 16 cây cần. Toàn bộ là chất liệu carbon, hàng Nhật Bãi. Mọi người xem và mọi người có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407. Kết nối Zalo hoặc là alo trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.